Rồi, ok, shop lại Slingshot xin chào toàn thể tất cả các bạn đam mê ná cao su. Thì hôm nay trong một cái video mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn các cái phụ kiện ná cao su, gồm có bi sắt này, dây thun ná cao su, rồi các cái phụ kiện đeo ná cao su như là hít bi 500 này. Đấy. Đó, những cái hít bi 500 như thế này ha. Đấy, hoặc là những cái móc hít bi 500 như này ha. Đấy. Thì đầu tiên theo dõi video thì các bác chú ý là số điện thoại của shop ấy, thì ở trên đỉnh video này đó, số điện thoại mình để trên đỉnh video. Và thường thì mua bán giao dịch thì ưu tiên các bác vào trong Zalo nhắn tin đó, các bác nhắn tin trực tiếp không cần kết bạn, cứ nhắn tin thẳng vào. Các bác muốn đặt hàng gì thì các bác zét tin nhắn vào Zalo giúp em nhé. Thời gian làm việc của bên em là từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm, nhưng mà giờ trưa bên em sẽ nghỉ giấc trưa đó, và giấc chiều giao ca sẽ cũng nghỉ giấc chiều giao ca. Nên vậy các bác nhắn tin vào những giờ ăn cơm trưa, ăn cơm chiều, nếu không thấy được phản hồi thì các bác đợi nhé, đợi qua giờ cao điểm thì có nhân viên giao ca thì người ta mới trả lời kịp thời cho các bác. Thì ai cũng vậy thôi, buôn bán thì cũng phải có cái giờ nghỉ các bác nhé. Nên vậy nếu chưa được phản hồi kịp thời thì các bác hãy thông cảm và vui lòng đợi giúp em ha, vui lòng đợi giúp em. Thì một ngày em làm việc từ sáng đến tối cơ, có nhân viên trực ca sáng và trực ca tối. Nên vậy các bác muốn chốt gì các bác nhắn tin địa chỉ họ tên vào rồi các bác có thể đi làm việc của các bác, rồi để đấy bọn em chốt đơn. Thì em sẽ thông báo giá các cái phụ kiện trên đây. Thì riêng bi sắt bên em á sẽ đóng vào những cái túi như thế này. Túi như thế này gọi là túi 1 cân này. Túi 1 cân hay còn gọi là 1 kg đấy, 1 kg ha. Kg, một cái túi nhỏ này. Đó, ví dụ như một túi này và hai túi này là sẽ là 2 kg đó. Mua bi sắt ở bên em thì các bác được đồng kiểm nhá, tức là được kiểm tra, lấy cân là cân đủ trọng lượng thì các bác bắt đầu các bác mới thanh toán tiền. Đây, cái bịch to như này á là bịch 5 kg ha. Bịch 5 kg. Bên em giá bi thì em thông báo cho các bác như sau này, như sau. Thì nếu các bác mua một cái bịch 5 kg này á, cái bịch to 5 kg này á, bởi vì nó có số lượng mà, số lượng là 5 kg thì em để cho các bác là giá 35.000, 35.000 một kg. Tức là các bác lấy 35 nhân cho 5 thì sẽ ra 175.000. Còn cái phí gửi bưu điện á, tức là đơn vị chuyển phát người ta giao đến cho các bác là 50.000, 5 kg này. Tức là một cái đây một cái gói to như này này. Đó, các bác thấy không? Đó, em bữa nay ốm hơi ho nên các bác thông cảm nha. Em quay video nhanh nha các bác. Đó, các cái túi to như thế này là túi 5 kg thì em sẽ gửi qua đơn vị chuyển phát. Em có cuốn băng keo để niêm phong đầy đủ cái túi bi như này ha. Đó, túi 5 kg này. 35.000 một ký nhân cho 5 là 175, cộng với 50.000 tiền phí thì là tổng cộng là 225.000. Các bác nghe cho kỹ nhá. Điều kiện các bác mua 5 ký này thì đến nơi là 225.000 bao ship. Đó, em tính giá cho các bác tức là 35.000 một ký. Đó, còn nếu mà các bác mua dưới 5 ký thì em buộc phải bán giá cao hơn. Bởi vì sao? Một ký em bán, nếu mà giá 35 em có lời có vài ngàn một ký thôi. Mà nếu các bác mua ít quá thì nó sẽ không đủ chi phí đóng gói. Như các bác thấy đây, em phải cuốn đến mấy lớp bịch và em phải cuốn thêm cả rất là nhiều băng keo nữa. Tức là cái chi phí đóng gói khi mà thuê nhân viên, người ta tách từ những bao lớn ra, sau đó thì người ta cân ra, người ta chia ra cái bịch 5 kg và bịch 1 kg đó, sẽ phải tốn cái công chi phí đấy. Và bịch bọc hộp nữa các bác nhá, hộp thì phải cuốn băng keo, phải in phiếu, tất cả một cái chi phí rất là nhiều chi phí. Còn nếu các bác các bác mua mà các bác mua bi sắt này á mà ví dụ các bác mà mua 1 kg 2 kg á thì như sau. Ví dụ các bác mua 2 kg đi, giá 45.000 một ký các bác nhé, giá sẽ là 45.000 một ký và phí ship cho dưới 4 kg, dưới 5 cân đấy, dưới 5 cân nhé thì nó sẽ là 40.000. Thì ở chỗ này á thì 45 nhân 2 thì sẽ là 90.000 ha, 90.000 cộng với 40.000 tiền ship nó sẽ là thành 130.000 đó. Nếu các bác mua ít thì các bác phải chịu giá cao là giá 45.000. Còn nếu các bác mua bịch to này á thì các bác sẽ được giá ưu đãi là giá 35.000.
35.000 là hết giá rồi, em chỉ có thể hạ được như vậy thôi. Đây, chỗ để bi sắt. Đó, em chất vào chỗ này gọn gàng, em để bi sắt ở trong đây. Thì em thường em nhập vài tấn một lần. Em nhập vài tấn một lần thì em mới có cái giá cạnh tranh để bỏ cho các bác được để mà bán các bác nhé. Chứ không phải là các bác nghĩ là cứ nhập một tạ hai tạ về bán mà bán được đâu. Không buôn được đâu. Buôn thì buộc phải nhập số lượng rất là lớn theo tấn, chứ không phải nhập theo tạ đâu các bác nhé. Nhưng mà các bác nhập theo ký, chỉ có mua 5 ký thôi thì em để cho các bác giá sát giá là giá 35 nha. Rồi, quay trở lại với lại cái mục phụ kiện tiếp theo. Thì mục phụ kiện tiếp theo ấy thì nó có những cái vòng dù đeo tay như thế này. Đây, các bác thấy không? Những vòng dù đeo tay như thế này nhá. Các bác thấy những vòng dù đeo tay như thế này không? Rất là đẹp. Em đeo tay như trên này để cho các bác chọn các cái màu này. Nó mô tả cho dễ. Màu cà phê sữa này. Em nhắc lại lần nữa, màu cà phê sữa. Màu này màu cam này, vàng cam. Màu này màu hoa cỏ. Màu này là màu xanh đậm. Ha, màu xanh đậm. Màu này cà phê sữa. Còn màu này là màu xanh vải lĩnh. Rồi, ok. Đó. Thì các bác nào muốn mua ná thì cũng có ná luôn nhá. Các loại ná bên em gia công rất là đẹp. Đây. Đó, chiếu cho các bác. Đó. Đây. T2, T3. Đó. Các bạn thì các bác theo dõi kênh của em thì các bác sẽ lựa chọn được những cái mẫu ná nó phù hợp. Đó, rồi các bác vào kênh các bác xem, có nhiều mẫu ná các. Còn video này chủ yếu em giới thiệu về cái phần phụ kiện thôi. Phụ kiện bi sắt rồi dây ná cao su các thứ nó có đủ, bên em làm rất là cẩn thận và nó thẩm mỹ nhá các bác nhá. Nó mang tính thẩm mỹ. Đấy, khi các bác đeo vòng dù này này, đó đúng như một ná thủ thực thụ ha. Đúng như một ná thủ thực thụ, rất là đẹp. Đó. Móc nối thế này thì các bác có thể bắn một cách thoải mái ha, bắn một cách thoải mái. Không bao giờ sợ gọi là rớt cái chiếc ná của mình nó cắm xuống dưới đường. Nó cắm xuống dưới đường thì em nói với các bác, nếu mà cái đỉnh chạc này mà em nói bác nhiều, các bác chạy xe mà bị cắm xuống dưới đường là xong sèn luôn. Nó mà đã bị lõm cái đầu chạc này vào á là em nói các bác gửi đi không chỗ nào sửa được hết. Rất là khó sửa luôn. Nó mà bị chúc vào trong cái phần răng này, nó móp vào cái trong phần răng này thì thôi rồi. Đúng là đau đầu luôn. Các bác có thể rớt ở phần dưới phần chuôi này. Đập chạc ở các cái vị trí đằng trước này. Đấy, đập chạc ở trên dưới thoải mái. Nhưng mà các bác phải né cái phần răng kẹp này ra này. Đấy, nó mà móp méo trong cái phần răng kẹp này thì em nói các bác là sửa rất là phê nhá, rất là khó sửa. Đó. Móp méo trong phần răng kẹp này các bác đắp không cẩn thận nó chảy hết cái phần này ra luôn, bởi vì cái phần răng kẹp này rất là nguy hiểm. Khi nó chảy ra rồi thì rất là phê ha, rất là phê. Đó. Sửa rất là phê nên các bác chú ý điều đó. Mà rớt cái chiếc ná mà chúc cái đầu này xuống này, hay chúng ta hay cầm cái treo cái chiếc ná như này này, nó vừa chạy xe các bác chạy với tốc độ cao mà nó rớt cắm xuống đường một phát là xong luôn, coi như là giục đi cây ná, xót xa luôn. Gửi đi sửa các nơi thì người ta cũng lắc đầu bó tay, mà có sửa xong cũng chẳng được đẹp như ban đầu. Đó là như vậy. Có những chỗ sửa thì các bác nếu mà bị đập chạc thì các bác gửi về chỗ em sửa cho các bác hỗ trợ sửa cũng được. Nhưng mà những cái ca mà khó ở trong cái ngoằm kẹp này thì nói thật với các bác là em chẳng muốn nhận đâu. Chết công không có đáng công sửa đâu nhá. Đó. Nếu các bác theo dõi video và các bác mà thấy cái video nó hữu ích thì các bác nhấn like, chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký kênh ở cái góc phải video đây này. Nhấn chuông nhá, nhấn vào biểu tượng chuông để theo dõi những video tiếp theo của shop. Đó, bên shop có bán rất là nhiều phụ kiện. Dây cao su rồi cột cắt cột sẵn theo yêu cầu, rồi những cái loại dây dày mỏng, các bác cứ liên hệ vào. Bên em có đủ nhá. Tất cả các loại dây. Còn phụ kiện ná cao su như cái nâm châm này. Cái nâm châm này thì em gọi là nâm châm hình bát quái. Đó, nó có cái xoáy xoáy đây. Nâm châm bát quái. 40.000 đồng. 40.000 đồng các bác nhé. 40.000 đồng. Đó, các bác mua thì các bác liên hệ và mua chung với bi luôn. Còn cái loại nâm châm hình bát quái này, cái móc đeo cũng khá là to và tốt. Thì người ta hay sử dụng loại này nhất. Thì hít được tầm khoảng cỡ 100 viên thôi. 100 viên để các bác đeo. Thì nó có bao da này. Đấy. Nó có bao da này thì nó cũng rất là bền. Cái loại này rất là bền. Đấy.
Còn nếu gặp các bác nào muốn gọi là hít mà nó mạnh ấy, thì các bác sử dụng cái nam châm tự chế này. Đấy, nam châm siêu cường tự chế này nhá. Đấy. Nam châm siêu cường tự chế này thì bên em có cái cục lớn này. Có loại cục lớn mà cục trung bình nhá. Nó hít mạnh lắm các bác, nó hít mạnh lắm, cái loại này hít kinh lắm. Ôi giời. Đấy, em phải dứt ra như vậy. Đây. Cái cục lớn này là 50.000 này. Cái cục lớn này 50.000 thì nó có thể nhấc bổng được 1 cân bi. Đấy các bác thấy không? Cục lớn này nó nhấc được 1 kg bi này. Nó thậm chí nó nhấc được hơn 1 kg bi đấy. Đó, đây là cái loại cục lớn này nó hít kinh khủng luôn. Hít rất là mạnh. Đấy, còn cái loại mà cái loại nam châm này á, nam châm hình bát quái này thì không nhấc được 1 cân bi đâu. Đấy, không nhấc được 1 cân bi. Hít được tầm 100 viên thôi. Nhưng ngược đổi lại thì nó bền. Còn cái loại nam châm tự chế này thì các bác chú ý rằng là các bác đeo ở trong chỗ con đĩa quần ấy, đừng để nó rớt nhé. Cục nam châm này có đặc điểm nếu các bác va chạm mạnh mà rớt mạnh xuống dưới nền nhà ấy, thì nguy cơ bể vỡ của nó sẽ cao. Đấy, em nói trước. Bởi vì cơ bản nam châm nào cũng vậy thôi, các bác đã gọi là nam châm siêu cường, nam châm nào cũng vậy. Nó có đặc tính là nó cũng giòn như gang vậy. Nên các bác phải bảo quản vào, tốt nhất là nếu mà muốn bảo quản tốt thì các bác bỏ nó vào trong cái hộp nhựa đấy. Đấy. Thì nó rớt xuống nó đỡ va chạm là nó tốt nhất. Đây. Cục này cục trung bình này. Cục này hít được gần 1 kg các bác nhá. Đây, nó chỉ nhấc được như này thôi. Nếu chúng ta rũ mạnh mạnh là nó rớt. Đấy. Cái loại này cũng nhấc được 1 kg nhưng mà nó không dính chặt. Đấy. Cũng là tầm dưới 1 kg đi. Tầm này thì hít dưới 1 kg. Cục này 40. Nếu các bác nào thích hít mạnh thì các bác chơi cục 40 này. Các bác gọi là cục hít bi gia công nhá. Gia công là bởi vì sao, là bên em tự gia công, bên em tự đan cái này. Tự lấy cục nam châm này đan vào và móc vào cái khóa Acno này. Đấy, cái khóa này thì tương đối là xịn sò. Đấy. Móc khóa này rất là ngon. Đấy. Đấy cũng vậy. Đây, móc khóa rất là ngon. Móc khóa này thì nó cái phần móc này rất to và các bác có thể vặn lên vặn xuống như này để chốt lại, nó không mở ra mở vào được nữa thì là tuyệt đối an toàn cho các bác, không bao giờ mà cái đồ vật này có thể, cái móc này có thể rớt ra ngoài. Đấy, không tụt ra được cái bên ngoài nữa. Và khi mở thì các bác cũng có thể mở ra như này. Rồi chúng ta bấm cái này là chúng ta sẽ gài vào cái con đĩa quần mà chúng ta chốt lại ha. Em hay xài cái loại móc khóa này. Đấy. Đó, hay xài cái loại tự chế này. Còn không thì các bác có thể xài cái loại thông dụng này. Nếu các bác thấy cái loại này nó đẹp hơn thì các bác lấy loại này cũng được. Loại nào em cũng có nhá. Nhìn chung là loại nào em cũng có hết. Đó. Còn đây là thun Freeside. Freeside 0.65, 0. Nói chung là từ 0.55, 0.6, 0.7, 0.75 bên em có đủ các bác nhá. Đây là cái cỡ của nó này. Đó. Các kích cỡ của thun 0.6, 0.65, 0.7. Nói chung là các kích cỡ của thun Freeside này. Freeside này ha, Freeside. Hãng thun này, hãng thun thể thao đây. Hãng thun Freeside này là cái hộp hàng này là Freeside V4 đây. Đấy, các bác trên thị trường hay gọi là Freeside V4. Nó đã qua cái đời thứ 4. Cái hộp này thay đổi kiểu dáng lần thứ 4 các bác nhé. Cái hộp nhỏ này thay đổi kiểu dáng là thứ 4, người ta gọi là V4, tức là version 4 đấy, version 4. Đấy. Tức là qua 4 lần thay đổi hộp. Còn cái đặc tính cao su ở bên trong nó cũng không được cải tiến nhiều. Nó cũng vẫn như V3 ngày trước vậy. Đó. V4 với V3 này nó cũng tương tự như nhau thôi. Các bác muốn lấy cái độ dày nào thì các bác cứ liên hệ vào. Thì những cái loại thun này thì em nhập những cái đời mới nhất hết. Đó, khi em bán xong hết thì em lại nhập lô mới về. Có những cái thế hệ mới thì em sẽ cũng nhập về. Tức là nó chủ yếu cái V4 này thì em đánh giá là nó chủ yếu nó thay đổi cái bao bì sản phẩm là chính thôi. Chứ còn đặc tính cao su nó vẫn không thay đổi nhiều các bác nhé. Nói về độ bền và độ ổn định vẫn như trước. Em bán thì cũng không có ai phàn nàn cái gì về V4 với V3 nó khác nhau. Em không thấy phản hồi gì cả. Nên vậy em vẫn bán bình thường. Nói chung là thun thì em nhập mới, đời mới nhất bây giờ. Thì 1 mét của nó thì nếu mà các bác yêu cầu cắt mà của 0.65 này thì 100.000 nhé. Còn nếu mà độ dày từ 0.7 đến 0.75
thì giá của nó là 110.000, cao hơn 10.000 các bác nhé, bởi vì giá nhập của thun dày nó sẽ cao hơn, chênh nhau hơn 10.000 đó. Bên em còn có các loại thun khác nữa như bạch cốt tinh rồi latex, GZK. Các bác muốn mua thun nào thì các bác liên hệ vào, giá nó cũng chỉ từ 100 đến 110.000 một mét nhé. Bao cắt theo yêu cầu, tặng kèm 10 gia một cuộn chỉ và một cây luồn thun. Rồi các bác nhé, thì một mét thun đấy thì giá dao động từ 100.000 đến 110.000 tùy theo cái loại thun dày, thun mỏng. Thì thun mỏng thì giá của nó là 100.000, còn thun dày 0.75 này á thì 0.7 0.75 thì 110.000 đấy. Tăng kèm 10 tấm da ba lỗ, 10 tấm da ba lỗ đây, 10 tấm da là da ba lỗ, chị em không tặng cái da thường da xưởng đâu các bác nhá, không tặng da thường da xưởng, tặng da ba lỗ. Tăng kèm cái cây rút thun, một cuộn chỉ này nó đề cái chữ 20 này, chắc là 20 mét đó, cuộn chỉ 20 mét. Cuộn chỉ này cô thoải mái lúc nào cũng dư hết, không bao giờ thiếu. Da này thì các bác bắn cũng lúc nào cũng dư hết, không bao giờ thiếu. Da này cũng dai tốt bền, chịu được nói chung là tầm 3 4 đời thun một lần, 3 4 bộ thun mới hỏng một tấm da. Thì em sẽ cắt theo yêu cầu. Các bác thích cắt dài, cắt ngắn, cắt to, cắt nhỏ các bác yêu cầu vào. Như ở đây em đưa ra hai khổ thông dụng nhất, 13, 19, 150, khổ này là kéo tới má này. Khổ này kéo tới má, đó. Người ta thường bắn cái khổ kéo tới má này nhất, 0.65. Còn 0.75 thì khổ thông dụng nhất là 20, 15, 200, đó. Những cái khổ này thì bắn cho các loại ná, gài, cột gì bắn được hết, đó. Người ta kéo có thể tới má hoặc là qua má một tí thì về, thì nếu thấy dài thì người ta có thể thay đổi kích cỡ, người ta cắt ngắn, người ta bắn dài thì cái chiều dài 20 cm này là cái chiều dài thông dụng cho cái 0.75 này. Thì ngoài ra còn có các loại thun khác và độ dày khác nữa, thì các bác hay bán thun nào thì các bác cứ liên hệ vào ở trên cái số điện thoại ở trong Zalo này này. Đó. Ví dụ các bác muốn bảo là đặt 5 cân bi này chẳng hạn, thì các bác chú ý rằng là nếu các bác đặt chung một lần thì nó chung một lần ship thôi các bác nhé. Đó, nói chung một lần ship, ví dụ như là 5 kg bi này ship là 50, thì các bác mua kèm theo những cái đầu này, phụ kiện này vào nữa, thì tất nhiên nói chung vào đơn này ship nó vẫn là 50.000, các bác lưu ý điều đó. Đó. Còn nếu các bác đặt lên mà 6 cân bi ấy, thì ship tự dưng nó sẽ nhảy lên là 70.000. Thì các bác chú ý giúp em là ở trên cái phiếu giao hàng ấy, thì cái phiếu tức là cái phiếu dán ngoài cái phần gói đóng hàng, thì em chỉ ước lượng cái trọng lượng. Đấy, em ước lượng trọng lượng, ví dụ như 5 kg thì em ghi bên ngoài tờ phiếu là 4,9 cân thôi, để nó không vượt qua cái 5 kg, các bác hiểu không? Nếu mà nó vượt qua 5 kg mà sang ví dụ như 5,5 kg chẳng hạn, thì các bác sẽ bị tính phí ship thành 70.000. Đó, bởi vì cơ bản là nó theo hợp đồng hết rồi. Theo hợp đồng hết rồi. Mức 5 kg là 50 chẳng hạn, nó qua mức 5 kg thì là 70, từ trên 5 kg đến 10 kg là 70.000. Đấy, nên vậy các bác đặt thì các bác tranh thủ các bác đặt vào, còn nếu mà dưới 5 kg, mức dưới 5 kg thì 40.000 các bác nhé, 40.000 đó. Nhìn chung là giá cước như vậy, thì em chỉ hợp đồng được cái mức giá như vậy thôi, bởi vì hiện tại như thế là nó cũng, em thấy là cũng tốt rồi đấy, bởi vì cơ bản là cái vận chuyển cái bi sắt này nó nặng lắm các bác ạ. Nó nặng lắm, nếu mà 10 đơn như thế này, các bác thử tưởng tượng 10 đơn như thế này, 50 kg. Đấy, đơn vị chuyển phát xuống người ta khênh đuối luôn các bác ạ, khênh đuối luôn đấy nhá. Chỉ cần 10 người đặt như thế này thôi mà 20 người đặt thì các bác nghĩ nó lên một tạ. Mà các bác chuyển phát mà các bác vận chuyển một tạ, mà những cái shipper mà đi xe máy chở là siêu vẹo nhá. Rất là vận chuyển rất là cực cho cái hàng bi sắt này. Nên vậy cái cước cân nặng nó sẽ hơi bị cao. Đó. Còn các bác theo dõi video thì các bác muốn đặt hàng thì cái số điện thoại này ở trên video đấy, các bác có thể gọi điện nhé, gọi điện hoặc là các bác nhắn tin các bác chú ý nhé.